Truyện tích 12. Bán linh hồn cho ma quỷ. Nhưng đến phút chót thì xù. Ở Borussia, nước Tây Ban Nha, có chàng thanh niên tên Adeoda. Y ăn chơi trác táng, cuối cùng thì theo bè bạn đi cướp của, giết người. Bị ra tù vào khám nhiều lần, nhưng chứng nào tật ấy. Bí quá, chàng phải tìm đến một chốn ăn chơi khác, gọi là xã hội đen, để tìm cách bán linh hồn cho ma quỷ, lấy tiền tiêu xài cho thỏa thích, như nhiều người đã làm. Đến nơi, y gặp quỷ và ra giá. Quỷ bảo, tao sẽ cung cấp cho mày tất cả các phương tiện để ăn chơi, mày muốn gì được nấy, với điều kiện mày phải trung thành với chúng tao, tuyệt đối không được tiết lộ sự việc này với ai. Nói xong, quỷ đặt bút ký và chàng Adeoda cũng ký, mỗi bên giữ một bản giao kèo. Thấm thoát thời gian trôi qua, đã gần đến ngày chàng và quỷ phải thi hành bản giao ước. Quỷ bảo Adeoda, hôm nay mày phải đi với chúng tao ra bờ sông để thi hành bản án. Adeoda cũng không ngần ngại gì, vì đã biết trước sự việc là như vậy. Cũng chẳng bao giờ chàng nghĩ đến sự hiệu nghiệm của chuỗi hạt mân côi mà chàng đeo ở cổ. Ra đến bờ sông, quỷ bảo Adeoda, mày tự nhảy xuống sông. Y bảo, tao sợ lắm, mày có đẩy tao xuống sông thì đẩy, chứ tao không tự nhảy được. Quỷ bằng lòng, bắt Adeoda cởi bỏ quần áo. Quỷ thấy ở cổ Adeoda có chuỗi hạt mần côi. Quỷ bảo, mày phải gỡ bỏ cái ni. Cái ni là chuỗi hạt, thì tao mới đẩy được. Adeoda bấy giờ mới biết là quỷ sợ chuỗi hạt mần côi, mà y vẫn có thói quen đeo từ trước, cho nên đâm ra ù lì, không chịu thi hành bản giao kèo, cũng không cởi bỏ chuỗi hạt mần côi. Hai bên cãi nhau ồn ào, căng thẳng, người ta đến xem rất đông. Được thế, Adeoda bảo quỷ, trong giao kèo đâu có đề cập đến chuyện cởi bỏ chuỗi hạt mần côi, mà mẹ tao đã đeo vào cổ tao từ xa xưa. Tại sao mày không nói trước? Quỷ thua, bỏ chạy, sợ người ta túm đánh. Adeoda nhờ được chuỗi hạt mần côi đeo ở cổ mà thoát chết, để cảm tạ Đức Mẹ Mần Côi đã cứu chàng khỏi mất linh hồn. Chàng ăn năn hối cải và đi xưng tội, rồi cho đóng khung bản hợp đồng với quỷ, để lưu lại làm kỷ niệm tại nhà thờ Đức Trinh Nữ Maria ở Borussia. Lời bàn, câu chuyện rất ly kỳ, rùng rợn. Chỉ quên có chuỗi hạt mân côi đeo ở cổ của người bán, mà quỷ đã thua lỗ. Câu chuyện nói lên sức mạnh của chuỗi hạt mân côi. Người Công giáo chúng ta nên đeo thánh giá, chuỗi hạt mân côi, áo Đức Bà, để xin Đức Mẹ bảo vệ chúng ta mọi nơi, mọi lúc. Tạ ơn Chúa.